Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị một cái ứng dụng AirDrop đến từ cái dạng Topun. Thì cái nền tảng Topun này nó bao gồm nhiều cái nền tảng khác nhau nhá. Thì cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị khai thác cái đồng drop đến từ cái dự án cô bé nhá. Topun này là cái dự án về game nhá, game MMT đấy. Và ở trên cái kênh Twitter của dạng Topun này thì họ đã được chỉnh kia đây, chỉnh kia nền tảng Tone Flow rồi nhá, nên đây là một cái keo ăn chắc, các anh chị không nên bỏ qua nhá. Bên cạnh đó thì nó cũng có một số cái nền tảng về cái màng tone nó flow nhá, đây Tone Stone Free này đây. Nên cái dạng này thì em thấy thì nó rất là ok, các anh chị không nên bỏ qua nhá. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác cái đồng drop đến từ cái dạng cô bé nhá. Đây cái dạng mà chúng ta khai thác là đây nhá. Rồi đầu tiên để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy, thì nó sẽ ra cái giao diện như của em ở trên màn hình. Các anh chị click vào cái chữ start ở đây để bắt đầu. Các anh chị vào cho em cái mục play ở đây để bắt đầu này. Start này. Các anh chị đợi cho nó load một chút xíu nhá. Rồi các anh chị nhấn vào cái chữ start ở đây. Ở trên cái dự án này đấy thì các anh chị vào, các anh chị nhấn tab tab như thế này này thì các anh chị khai thác được cái đồng drop là cái đồng tím tím này đấy các anh chị. Ở đây thì nó ngẫu nhiên thôi nhá, đấy không phải là cái khối nào các anh chị cũng nhận được nhiều đâu, nó ngẫu nhiên đấy, các anh chị để ý là thấy đấy. Ở đây là các anh chị có thể giữ cái ngón tay ở trên màn hình thì nó sẽ khai thác nhanh hơn nhá. Đây các anh chị không cần tab 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 đâu, mở tay nhá. Đây các anh chị chỉ cần giữ cái ngón tay ở trên màn hình đấy thì nó sẽ đào rất là nhanh. Hàng ngày thì các anh chị cứ vào, các anh chị nhận giữ như thế này thôi là nó sẽ khai thác được cái đồng drop cho các anh chị đấy. Cái đồng drop mà các anh chị khai thác ở đấy đấy thì hiện tại thì em cũng không biết là sau này người ta sẽ cho các anh chị quy đổi từ cái đồng drop sang cái đồng quân của dự án hay là nhận được cái chương trình gì, nhưng mà thì em thấy thì cái dự án này nó rất là ok, các anh chị đừng có bỏ qua nhá. Thì các anh chị cứ đăng ký, các anh chị cứ tap như thế này để cho nó khai thác được cái đồng drop nhá. Các anh chị nhận được nhiều cái đồng drop nhất có thể. Còn sau này bên dự án có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ các anh chị sau. Đây các anh chị cứ nhận ở trên màn hình như thế này là nó sẽ khai thác cho các anh chị đấy. Cái mức năng lượng ở đây nó khai thác này. Đây các anh chị thấy nó giảm dần về đây, giảm dần nhá. Ghế 1000 này các anh chị nhìn thấy ở đây, ý ở đây này. Như thế là em đã khai thác hết cái mức năng lượng là 1000 ở đây rồi nhá. Các anh chị đợi cho nó hồi phục lại. Còn các anh chị click vào cái một cái liếm ở đây này. Đây, ở đây thì khi các anh chị nhấp vào cái một cái liếm thì nó sẽ cho các anh chị nhận được 2500 cái đồng drop này. Nhưng mà các anh chị phải tốn cái phí đó là 0.15 ton này. Và mỗi ngày thì các anh chị chỉ nhận được 2 lần, cái liếm 2 lần. Nhưng mà ở đây thì theo em các anh chị không nên cái liếm đâu nhá, vì nó tốn cái phí ton đấy. Còn các anh chị có thể cái liếm hoặc là không, tùy các anh chị nhá. Để có liếm thì các anh chị click vào đây này. Các anh chị kết nối với cái vị ton này. Đây các anh chị kết nối với cái vị ton keeper ở đây nhá. Hôm nay các anh chị click vào. Ở đây các anh chị có thể mua cái đồng drop bằng cái đồng ton hoặc là cái đồng phấn nhá. Cái đồng phấn thì nó đã được list sang rồi đó các anh chị. Đồng phấn là đồng của dự án nhá. Ton phấn đấy. Nhưng mà ở đây thì em cũng không khuyến khích nhá. Đây các anh chị cũng không nên mua đâu, chúng ta cứ chờ free thôi để nhận được cái đồng drop này. Thì các anh chị cứ đeo như thế này cho nó nhảy này. Rồi các anh chị vào cái mục airdrop này. Đây ở đây thì sau 15 ngày 22 giờ nữa thì họ sẽ cho chúng ta mở cái hộp này nhá. Thì khả năng chúng ta sẽ mở và nhận được cái đồng phấn đấy. Thì hiện tại các anh chị cứ đăng ký, các anh chị khai thác để nhận được cái đồng drop đấy nhá. Còn sau này thì bên dạng có thêm cái thông tin gì đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau. Anh chị vào một friend này. Ở đây thì các anh chị sao chép cái đường link này. Đây các anh chị nhấn vào copy để các anh chị sao chép cái đường link các anh chị chia sẻ về bạn bè của các anh chị nhá. Ở cái mục hát rồi này, các anh chị click vào này. Sau cái thời gian này thì cái
nó sẽ hẹp vì nha, cái tốc độ khai thác cái đồng bình nó sẽ giảm đấy, nên cả anh chị chúng ta cứ tranh thủ. Hiện tại thì có 887.000 người khai thác rồi nhá, ở cái mục new. Ở đây thì các anh chị có thể join vào Twitter của dự án này và Telegram của dự án để các anh chị nhận được 150 cái đồng drop này nhá. Đây các anh chị theo dõi này, ở cái mục Telegram này, đây các anh chị join vào nhá, rồi các anh chị quay trở lại này, đấy các anh chị tắt đi này, thì các anh chị đã nhận được cái đồng drop ở đây rồi nhá. Đấy, rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái cách đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác được cái đồng drop đến từ cái dự án cô bé này rồi nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.